Vâng, xin chào toàn thể anh chị và các bạn quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em nhé. Và buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ quay cho anh chị ba cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đó là hai mẫu Camry và một cái mẫu xe Toyota Crown. Thì trong đó có mẫu xe Toyota Camry với phiên bản số tự động 3.0. Mẫu xe này được sản xuất năm 2003 và được bên em bán mức giá là 275 triệu đồng. Và một cái mẫu xe Toyota Camry bản Grand phiên bản số sàn với cái động cơ cũng 3.0 và được bên em bán mức giá 215 triệu đồng, bao hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc. Và một cái mẫu xe cổ hơn, đó là một cái mẫu xe màu trắng, mẫu xe Toyota Crown. Mẫu xe này với cái bản đủ 3.0 số sàn thì được bên em bán mức giá là 178 triệu đồng. Vì vậy anh chị và các bạn nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe của bên em thì có thể liên hệ sớm với em, hoặc là có thể là nhắn tin vào Zalo cũng như kết bạn Zalo thì em sẽ gửi hình ảnh cũng như video chi tiết để cho anh chị và các bạn tham khảo. Và sau đây em sẽ quay cho anh chị và các bạn tổng thành chi tiết về ba cái mẫu xe này cho anh chị tham khảo nhé. Vâng, xin mời anh chị và các bạn. Vâng, thì trước màn hình của anh chị và các bạn là ba cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, đó là cái mẫu hai mẫu xe Toyota Camry và một cái mẫu xe Toyota Crown. Đấy. Thì cái mẫu xe Toyota Camry đầu tiên này em muốn giới thiệu cho anh chị và các bạn là một cái mẫu xe Toyota Camry bản Grand với phiên bản số sàn động cơ 3.0. Đấy. Mẫu xe này thì được bên em bán mức giá là 215 triệu đồng, bao hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc đối với cái mẫu xe Toyota Camry này. Đấy, anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ sớm với em để đến tận nơi xem xe, hoặc là chốt được cái mẫu xe Toyota Camry này với phiên bản 2001 bản Grand, bản đủ được trang bị hai túi khí cũng như phanh ABS và ghế điện. Thì đối với mẫu xe này thì chạy cảm giác chạy rất là đầm và chắc ở cái dòng xe Camry này. Đấy, anh chị và các bạn nào đã từng ngồi Camry thì biết cái chất của dòng xe Toyota Camry. Đấy, những cái form cũ này tuy cái form của nó không được mới, không được thời thượng như những cái mẫu xe 2003, nhưng mà ngược lại nó có cái chất lượng rất là tốt nhé. Về phần tôn vỏ của nó thì các anh chị và các bạn không thể phải bàn về cái chất những cái dòng xe này. Đấy, những anh em ở trong khu vực phía Nam, thời gian trước thì em đã gửi cho anh em rất là nhiều cái dòng Camry này vào trong khu vực phía Nam rồi. Đấy, bởi vì cái dòng xe này thì anh em ở khu vực phía Nam rất là chuộng, bởi vì cái chất lượng của nó nhé. Đấy, đối với cái dòng Camry này và có giá thành là 215 triệu đồng, bên em đang bán là bao hồ sơ và vận chuyển cho anh em trên toàn quốc. Đấy, một cái mẫu xe rất đẹp, được trang bị hai túi khí an toàn, phanh ABS. Đấy, cũng như là ghế điện, hai ghế điện đầy đủ hết nhé. Đấy, tổng nâng hạ kính cũng như là những cái chức năng thì nó không khác gì con xe form mới bây giờ cả, nhưng mà cái form của nó form khác và cái chất lượng của nó thì cũng không kém gì đâu. Đấy, đây này, anh em bạn bè nào có nhu cầu thích cái dòng Camry này, nếu cái dòng này thì nó có đặc trưng là cái phần nhựa của da táp nô cũng như táp ni nó khác hoàn toàn. Đấy, nhựa của dòng này nó lại cực chất luôn. Đấy, mà những dòng form đời mới bây giờ không có được những cái nhựa này được cả. Đấy, đối với cái dòng xe Camry này. Đấy. Đấy, tổng thành con này nhé, con này thì bên em bán mức giá cho anh chị đấy là 215 triệu đồng, bao hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc. Anh chị em nào có nhu cầu thì có thể đến xem xe hoặc bảo em gửi hình ảnh video chi tiết, cần em quay chỗ nào để em quay sẽ quay chi tiết cho anh chị với những cái mẫu xe của bên em. Hiện tại thì bên em còn rất là nhiều xe với cái tầm 4-50 mẫu xe để cho anh chị lựa chọn cơ. Đấy, nhiều cái phân khúc vừa phải. Thì hôm nay em quay cho anh chị riêng ba cái mẫu xe của dòng Toyota đều là đến từ thương hiệu Nhật Bản này, những cái mẫu xe rất là chất lượng luôn nhé. Đấy, con này là bên em bán là 215 triệu đồng, bao hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc đối với cái mẫu xe Toyota Camry 2001 bản Grand, động cơ V6 3.0 số sàn. Đấy, trang bị túi khí phanh ABS đầy đủ hết nhé anh chị và các bạn nhé. Thì và cái mẫu xe tiếp theo là một cái mẫu xe Toyota Camry. Thì mẫu xe này được sản xuất năm 2003, được trang bị hộp số tự động 3.0. Thì cái mẫu xe này bên em bán mức giá là 275 triệu đồng. Đấy, anh chị và các bạn nào có nhu cầu hay thích một cái mẫu xe về đi gia đình với độ ăn chắc mặc bền và không ít hỏng vặt ở cái mẫu xe này. Đấy, một cái mẫu xe rất là lành máy. Với cái ba mẫu xe của bên em quay này là ba mẫu xe siêu lành máy và rất là bền bỉ của dòng Toyota đấy. Những cái mẫu xe này gây nên thương hiệu rất là lớn và nên cái hiệu ứng khách hàng người ta rất quan tâm những cái dòng xe này. Đấy. Đấy, về cái phần con Camry này nhé. Con này là 275 triệu cho anh chị và các bạn nào xem. Đấy là giá chốt thì đấy là cái mẫu xe này với cái tầm tiền dưới 300 triệu để chọn một cái mẫu xe nếu mà để đi bền chắc. Đấy, chất lượng thì theo em nghĩ là những cái dòng xe Camry này nó là vô địch rồi. Không mấy cái dòng xe mà có thể là
ăn lại được cái dòng xe Camry này về cái chất lượng. Đấy. Về những cái option hiện đại thì em không nói, bởi vì những cái dòng xe châu Âu thì bao giờ nó có những cái option hiện đại hơn những cái dòng xe của Nhật Bản này rất là nhiều. Đấy. Nhưng mà nghiêng về cái chất lượng và chắc chắn, bền bỉ, ít hỏng vặt thì những cái dòng xe này nó là vô địch. Đấy, vì sao những con xe đời 2001 nó còn rất là giữ giá và không bị xuống giá như những dòng xe châu Âu. Đấy, bởi vì cái chất lượng của nó rất là tốt nhé anh chị và các bạn nhé. Đấy, những cái dòng xe này thì anh chị thấy đấy, xe rất là đẹp. Được trang bị hai túi khí an toàn phanh ABS cũng như là hộp số tự động. Vì vậy là chị em phụ nữ mua những cái mẫu xe này về hoàn toàn là có thể đi được. Và nó vẫn rất là phù hợp với dân văn phòng, dân công chức. Bởi những cái dòng xe này nó mang tính chất là điềm đạm, nó không ngổ ngáo quá, mà cái form dáng của nó cũng không có cái độ gì đó trẻ trung. Nó cái mẫu xe này nó rất là cổ, phải nói rất là hoài cổ về cái dòng Camry. Đấy. Nên là những cái người chơi những Camry thì đa phần là những bác trung trung tuổi, những người ưa ăn chắc mặc bền, ít thích sự thay đổi thì người ta chơi Camry. Đấy, còn những thanh niên thích sự mẫu mã thì những ít người ta chơi Camry lắm, người ta thích những cái dòng xe hiện đại hơn của Đức hay là những dòng xe của châu Âu. Đấy. Còn Camry 3.0 này là bên em bán mức giá là 275 triệu đồng. Còn một cái mẫu xe cũng rất là đáng để cho anh chị và các bạn để ý, đó là cái mẫu xe Toyota Crown. Đấy, Super Salon Crown. Mẫu xe này sản xuất năm 1993 với bản đủ 3.0 số sàn. Đấy, mẫu xe này thì lại còn nguyên bản. Đấy, từ A đến Z trừ nước sơn, phải nói là trừ nước sơn, bởi vì đời 1993 đã rất là lâu rồi. Đấy, đi trong quá trình đi hoạt động trên đường hay là để ngoài giờ thì cái nước sơn nó không còn nguyên bản nữa. Còn đâu tất cả cái mẫu xe là nguyên bản từ máy móc đến nội thất. Đấy, xe thì bao cho anh chị về đâm va và ngập nước. Mẫu xe này là không đâm đụng và không ngập nước thì đối với mẫu xe Toyota Crown này. Đấy. Đây là cái phần nội thất của xe này. Cái điều đầu tiên là cái dòng xe này nó phải giữ được cái nội thất nguyên bản. Thì anh chị và các bạn xem cái con xe Toyota Crown này nó có nội thất hoàn toàn là nội thất nguyên bản luôn. Đấy. Tất cả những cái tút nước hạ kính, khóa kính nó vẫn hoạt động bình thường. Anh chị cứ nhìn cái phần nội thất của nó này. Đấy, nội thất của nó vẫn là ghế nỉ nguyên bản quanh xe. Đấy, máy móc zin, xe không đâm đụng và ngập nước đối với cái mẫu xe này. Cái dòng xe này nó đòi hỏi nguyên bản thì cái mẫu xe Toyota Crown này nó hoàn toàn là nguyên bản luôn anh chị và các bạn nhé. Và giá cái mẫu xe này cũng rất hợp lý cho anh chị và các bạn thôi. Chỉ có 178 triệu đồng. Đấy. Một cái mẫu xe màu trắng rất là đẹp luôn. Đấy, và form dáng của cái dòng này nó cổ nhưng mà nó rất là dài xe, vì vậy là chạy cái mẫu xe này cảm giác nó rất là đầm và chắc luôn nhé. Và những người chơi Crown thì bởi vì dòng này cũng không cần phải giới thiệu sâu, bởi vì ai đã từng chơi Crown thì người ta chỉ còn hỏi những còn những cái gì trên xe, đã thay thế những cái gì chưa là người ta mua thôi. Đấy, bởi vì cái mẫu xe này rất là phù hợp với những anh chị nào thích những cái dòng xe cổ cổ thì dòng Crown này nó là đẳng cấp rồi. Đấy, bởi vì em cũng đã bán nhiều cái mẫu xe này thì cũng có anh chị người ta chỉ cần hỏi là con xe còn những cái gì, đã thay những cái gì thì người ta đánh giá là cái chất lượng của con xe. Đấy, và về phần đâm đụng và ngập nước thì cái đấy bên em bao rồi. Còn đâu những cái ví dụ anh chị hỏi như con xe này thì phần nội thất của con xe thì em cam kết cho anh chị là nguyên bản, máy móc nguyên bản và xe không có đâm va. Đấy, về con Toyota Crown bản đủ 3.0 đấy, phiên bản số sàn này thì mẫu xe này là 178 triệu đồng. Đấy, giá trên thì đã bao phí hồ sơ và vận chuyển cho anh em trên toàn quốc. Đấy, anh em nào cũng muốn giữ cái biển Hà Nội đi thì nó thì cũng được bao ủy quyền cho anh chị và các bạn, bởi vì là dòng xe này nó cổ đời rất là sâu rồi, sang tên cũng được mà không sang cũng được, em sẽ bao ủy quyền cho anh chị và các bạn luôn. Đấy, vừa rồi là ba cái mẫu xe của bữa em báo giá lại nhé. Con xe Toyota Crown sản xuất năm 1993 với phiên bản số sàn động cơ 3.0 bản đủ nhé, con này bán một giá 178 triệu đồng. Đấy, đã phí bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc rồi. Đấy, anh chị nào không có nhu cầu rút hồ sơ và vận chuyển thì em sẽ bớt cái tiền đấy đi. Và một cái mẫu xe Toyota Camry, mẫu xe này sản xuất năm 2003 với phiên bản số tự động, động cơ 3.0. Đấy, mẫu xe được bên em bán mức giá là 275 triệu đồng. Và một cái mẫu xe Toyota Camry form đầu đạn sản xuất năm 2001 với phiên bản số sàn, động cơ cũng 3.0, trang bị túi khí phanh ABS cũng như là hai ghế điện đầy đủ thì mẫu xe này mức giá 215 triệu đồng bao hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc. Đấy, anh chị nào có nhu cầu muốn qua xem ba cái mẫu xe của bên em thì có thể liên hệ sớm với em để chốt được ba cái mẫu xe này nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn anh chị đang theo dõi clip của em nhé.